2023 chỉ còn một ngày nữa. Quan điểm của em là người yêu cũ không phải để quên. Em nhét vô một góc xong lâu lâu em lôi ra em nhớ là cho vui vậy đó chị. Đúng rồi. Kiểu gì kiểu thì cũng đi với nhau một đoạn đường trong đời nên đừng đúng quên. Rồi. Người làm quên. Mình khóc mình cất vào một góc. Đúng. Người làm mình vui thì hên xui. Thì hên xui. Chị có thể chỉ cho em vài câu em nói chuyện với bạn đấy. Nếu ở nhà mà em không nói tiếng Việt thì em nói tiếng Trung Quốc cũng được. Nhí chờ sống ở mình sửa. Ơi, hay vậy ta. Rồi, rồi, ví dụ như đến cái đoạn crush crush đó. Đến đoạn mà đang tắm tỉnh nhau. Nhí tới xấu chi hào mà chút thừa sọ. Rồi, tới cái đoạn mà bắt đầu lên ngon lên à, lên ngon lên, à, ngon lên, à. Lên 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 rồi bắt đầu là nhí chưa phân mò. Hay quá à, đi mà hay quá. Hay, hay, hay. Đứt áo rồi, em để luôn bộ đồ trong rồi. Ủa sao cái này nó lên tới đây dữ vậy? Hồi nãy nằm dưới này mà phát cho nó một trái táo độc. Trời ơi, còn cô muốn cắn thử một miếng không? Còn cô muốn cắn thử một miếng không? Cũng từng yêu rapper như nhau đó. Cũng từng yêu rapper như nhau đó. Từng đó mà từng. Chị từng thôi. Chị từng thôi mà. Trời ơi trời. Ai bắt Harry Potter này qua đây tôi nhìn. Em sợ bạn có mặt lắm anh ạ. Cho em cái kính mát được không ạ? Bây giờ tôi nói thiệt, ai làm ơn phát cho con Hà Nhi một trái táo để nó đưa cho bà Tuyết ăn. Phát cho nó một trái táo độc. Trời ơi, sao mà giống dữ vậy Nhi? Bây giờ cầm một trái táo thôi là dư bà tiên luôn á. Rồi nói câu thoại gì anh, nói câu gì? Còn cô muốn cắn thử một miếng không? Còn cô muốn cắn thử một miếng không? Hai miếng. Kêu. Dạ. Lên vẽ cưng. Vẽ lên đầu Hà Nhi cho em. Tú vẽ em ăn đi Tú. Ai biểu? Em sẽ vẽ cho bạn nam cho. Gil, hãy thương em. Lớp leo make up này 3 tiếng đồng hồ sáng nay em thức từ 4 giờ sáng. Đầu chị thích chỗ nào chị vẽ ha. Còn em thì không ngại ịn nha. Em không ngại. Chị đo chiều ngang của em là chị thấy chiều ngang của em chưa? Rồi, khúc nào mà ngang tầm tay em là chị vẽ. Rồi, ok. Dạ. Đo tầm ngang em đưa qua đi cho chị biết chị đo. Làm lễ gì? Rồi, đưa tầm ngang qua. Lên đồng chưa để chị vô. Ôi. Ôi. Em che lên đi. Không phải anh trai lên là đỡ thế mà. Trời ơi, bây giờ ở đâu có áo mưa lại. Ôi, không lẽ em như thế này nó có quân tử không? Như thế này. Ôi dồi, sao tốt. Ôi, Kiều. Trời em đứng dậy. Kiều ơi, mình một nhà mà. Rồi. Trời rồi. Bộ đồ của người ta mượn đó. Mượn đó. Mô Phật. Tên dẻ có mấy cái vòng tròn đền bộ đồ. Em có hay qua ăn liên hùa đó. Hay qua ăn lắm thật. Gil thật. Đi nhà trẻ ha Gil. Em vẽ gì như đứa nít vậy. Thì cái nào cũng là hình anh ạ. Hà Nhi nó buông xuôi luôn rồi. Không còn một cái cảm xúc gì. Em được 3 tuổi chưa? Em 3 tuổi rưỡi à. Trời ơi ranh giới màu vàng. Rồi rồi. Stop stop. Stop. Anh ơi em đứt áo rồi. Em để luôn bộ đồ trong rồi. Ủa sao cái này nó lên tới đây dữ vậy? Hồi nãy nằm dưới này mà. Công trình stylist và trợ lý của em ngồi may 2 tiếng đồng hồ nữa anh. Thưa quý vị, đây là một trò chơi rất là hao trang phục thưa quý vị. Tốn kém thiệt hại quá. Tốn kém thiệt hại quá. Chương trình cứu em với. Trò chơi này không dành cho em ạ. Chưa bà ơi, bà sao bà mê trai cái hở cái bà xà vô à? Không, dắp cái đường đây dắp nè. Cái gì? Chưa hả? Có cái đường nào làm cho bà dắp được trơn á, từ khi bà muốn. Tự trọng tôi. Tự trọng chứ. Trời, vô người ấy là ai mà còn tự trọng. Cái liêm sỉ rồi bỏ nhà luôn rồi. Tôi xin mời hai vị cố vấn hãy lên vẽ những vòng tròn tự trọng cho cô gái ấy biết. Để em vẽ vào người đàn ông mặt sứ điện nè. À, chị hỏi nhá, muốn vào đâu nè? Vào đâu cũng được. Châu ơi Châu, trả thù hội Gil phá được không Châu? Cũng từng yêu rapper như nhau đó. Cũng từng yêu rapper như nhau đó. Từng đó mà từng. Chị từng thôi. Chị từng thôi mà. Em vẽ cái gì ngoạn mục lên. Trời ơi, là ngoạn mục chưa anh? Là cái này là có liêm sỉ chưa anh? Cái này là đi lên đây. Đây là cái áo. Không sao là đây nhá. Càng vẽ càng bất ngờ đó Châu à. Em bây giờ chị yêu cầu em vẽ giùm chị vô mấy cái hẻm hóc giùm chị với. What? Wow. Woo! Xinh quá. Đẹp quá. Wow. Ngon quá. Ăn bột đẹp.
best case we could be. But I'm your liability. Chào em, rất là xinh luôn. Em chào các anh chị ạ, em là Tosa, em đến từ Hà Nội. Và hiện tại hôm nay thì em đang mặc một chiếc váy do chính brand của mình thiết kế ạ. Mấy tuổi rồi mà thành công vậy? Dạ em 26 tuổi, em sinh năm 98 ạ. À rồi, 98. Wow, giỏi quá. Em sinh năm 2000. Có gì chưa? Có brand nào chưa? Chưa. Dạ chưa có gì. Anh thấy em ra đi năng lượng em khá là tích cực. Và hồi nãy anh ấn tượng em một cái câu nói là không yêu thì cũng không sao, chỉ có cái là yêu thì hoa nó sẽ tươi hơn một chút. Có nghĩa bản thân em là một cô gái tự tin. Vâng ạ. Em có định kể cho anh nghe một câu chuyện tình buồn không hay là... Em không có câu chuyện tình buồn ạ. Wow. Hay, hay. Thế à, cái câu chuyện tình yêu của em trước đây nó như thế nào? Nếu mà nói là quý thì có thể là một số người sẽ không hiểu được cái từ quý đấy có nghĩa là như thế nào. Hiểu chứ. Vâng, nhưng mà thật sự là một người đã từng đồng hành với mình trong một khoảng thời gian dù là vui hay buồn thì em cũng đều cảm thấy rất trân trọng. Vì thực sự là rất là khó để đồng hành được cùng nhau một quãng thời gian dài. Thế nên cho đến bây giờ khi mà nhắc lại người mình đã từng yêu thì em đều có cái cảm giác bồi hồi và rất là xúc động. Không bao giờ là em cảm thấy có một chút nào là buồn hay là dằn vặt. Vâng, không có. Em biết sao em thành công không? Vì em suy nghĩ tích cực. Những người tích cực trong cuộc sống họ sẽ thường dễ đi đến thành công. Bởi vì cái gì họ cũng nghĩ ra nó sẽ đi tiếp. Anh rất thích suy nghĩ của em. Anh tự hỏi là những mối tình trước của em nếu nó có tan vỡ thì nó thường là vì những lý do như thế nào? Bọn em đã cùng đi đến một cái quyết định là sẽ dừng lại tại thời điểm đấy. Vì là có quá nhiều công việc, cho đến hiện tại là bọn em vẫn hỗ trợ nhau trong các công việc của nhau. Chúng ta mà dừng lại vì công việc á thì có nghĩa là công việc nó đang quan trọng hơn tình yêu. Anh nói như vậy thì ngay cái thời điểm đó đúng hay là sai? Em nghĩ là không phải là chỉ bởi vì mỗi công việc không, mà em nghĩ là về cách sắp xếp thời gian. Có thể là trong cái thời điểm đấy cả hai chúng em đều rất bận, cùng cảm giác là mình sẽ lo công việc trước thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Thế hôm nay em lỡ gặp một chàng trai cũng bận rộn như em thì có phải là mình gặp lại thêm người cũ nữa không? Cho đến bây giờ thì em cảm thấy những cái thời khắc em và bạn người yêu cũ làm việc với nhau là những khoảnh khắc mà em thấy bạn ấy quyến rũ nhất. Vì là em rất thích người đàn ông làm việc. Em rất thích việc. Không biết là cái cuộc tình mà đậm sâu nhất của Sa kéo dài bao nhiêu lâu và nó đậm sâu đến mức nào rồi? Hai người đã có ý định gì đi xa hơn chưa? Khi mà em bắt đầu mối quan hệ với một người thì thường là em luôn mong muốn sẽ lấy người đấy làm chồng. Ý nhanh vậy? Không ạ, tức là... Bạn giống em lắm luôn đi. Thiệt hả? Y hệt luôn. Em có một cái là nếu mà một bạn con trai đã gặp em đến lần thứ hai ở ngoài đời thì phải đến 30-40% là em đã cho bạn ý cơ hội để hẹn hò với mình. Tức là gặp xong một lần mà không thể nào hẹn được lần thứ hai thì là... Là hiểu rồi. Vâng, chúng ta làm bạn cho đến khi nào hết cái tình cảm đấy thì lại chơi với nhau bình thường. Lý do vì sao em tham gia vào người ấy là ai nè? Em là một bạn rất hay cười ạ. Kể cả trong lúc đang căng thẳng em cũng cười. Nhưng mà có những khi là các công việc gần nhau quá, hoặc là em làm việc một mình ấy, hoặc là căng thẳng thì sẽ không có một giây phút nào mình cảm thấy thoải mái để cười hết. Cho đến một thời gian các bạn làm cùng mình này, rồi mọi người xung quanh cũng có nhận xét là dạo này khó tính quá nha, không dễ bỏ qua những cái lặt vặt như là ngày trước. Thế cho đến lúc em hỏi là thế ngày trước là ngày nào, thì mọi người bảo là ngày trước là cái ngày mà cứ thi thoảng còn cầm điện thoại còn cười tủm tỉm, thì mình bảo thế rõ ràng là ngày đấy phải là ngày có tình yêu. Thế nhưng mà thực ra nếu mà nói là quá buồn thì em cũng không cảm thấy thoải mái khi dùng từ đấy miêu tả về tâm trạng của mình bây giờ. Đó là nó không phải là buồn, mình không gọi nó là buồn được. Đây chỉ là cái giai đoạn mà mình đang tập trung cho một cái chuyện gì đó thôi, thì mình bị quên mất cái nụ cười ở đâu đó hả? Anh báo trước cho em biết luôn là em đừng hòng có thể dễ hơn. Em chỉ có thể khó hơn và khó hơn thôi. Chúng ta luôn như thế. Phải tăng level chứ đúng không ạ? Làm sao ở mãi một level được? Thế anh chỉ nghĩ là em không phải gọi là tìm lại nụ cười, mà anh nghĩ là em hãy nhớ lại là bao lâu rồi mình chưa cười, để mình cười một cách chủ động hơn. Chứ chẳng có nụ cười nào để đi tìm cả. Anh nói thật với em luôn, cũng như em nói, nếu em là một tuýp người phụ nữ thích người đàn ông khi họ làm việc thì anh cũng là một tuýp người chỉ thích con gái chịu lao động. Không làm việc sao hay ho được, đúng không? Em rất là đồng cảm với Tasha. Tại vì một cái người mà yêu lao động, cái người mà luôn luôn muốn mình phát triển, mà nếu bạn gặp phải một cái người mà họ không biết lao động thì luôn sẽ muốn về nhà, sẽ muốn
Anh nói chứ ai mà không làm việc ấy, là mình dẫn mình đến cái con đường cho người ta chán mình nhanh nhất. Làm sao người ta cứ thương mình mãi được? Mình phải xảy ra một cái gì trên đời này để mọi thứ nó luôn mới mẻ chứ hả? Em cũng có nghe rất là nhiều mọi người bảo là đến tuổi này rồi thì phải biết nấu cơm đi thì mới có người yêu được. Thì thực sự là những cái đấy em chấp hết. Vì mẹ em là một người mà có thể đi ra khỏi nhà từ sớm để đi làm, sau đấy về nhà nấu cơm cho cả nhà. Và mẹ em là người dạy là một người phụ nữ phải biết nấu cơm. Nhưng em muốn là khi người phụ nữ làm cái đấy hay người đàn ông chăm sóc gia đình thì phải có người trân trọng. Tức là người ta phải hiểu là người khác cũng đi làm mệt rồi, nếu mà về nhà nấu cơm thì tức là muốn nấu cơm. Anh thích cái chữ muốn nấu cơm của em, bởi vì anh không thích phụ nữ phải nấu cơm. Tôi muốn thì tôi mới làm. Em rất thích nấu ăn. Anh hy vọng là một ngày đó để anh gửi vợ anh qua đi gặp mẹ em. Mẹ em nói cho vợ anh một bài giảng. Cuộc đời anh chưa ăn được một bữa cơm gia đình do vợ anh nấu. Không, nhưng mà anh vẫn yêu vợ anh nha. Anh rất là ấn tượng với bộ trang phục của em. Thường thì các nữ chính bước ra đó thì anh thấy là trang phục của họ hơi event chút. Hôm nay thì rất là Cinderella, nhưng mà Cinderella đương đại nha. Tên em là Sa, tức là dịch theo tiếng Hán Việt có nghĩa là cát. Thì là em muốn may một bộ mà cảm giác nó giống như là một sa mạc. Mang đến đây là chỉ có sa thôi. Sao người ta làm truyền thông đó anh? Nói ra là có concept liền, hay thiệt. Anh ơi, thiết kế đồ mà đẹp thế này thì chắc là phải rất là có mắt nhìn anh ạ. Hôm nào anh dẫn chị Harry qua nha. Hôm trước em có gửi tặng chị Hà Nhi một bộ váy. Harry chứ phải Hà Nhi, anh dẫn Harry qua. Harry, em nghe cho kỹ lại. Không phải Hà Nhi. Đừng cố gắng nữa. Em nữa. Hà Nhi và Harry em ạ. Đừng cố gắng lên, đừng cố gắng nữa. Cố gắng chứ. Xin bộ đàm đẹp, ta đẹp. Đến với người ấy là ai á, em có một cái tiêu chuẩn người đàn ông mà em sẽ chọn không? Các tiêu chuẩn mà em đặt ra sẽ là thẳng thắn, thật thà, chăm chỉ và thông minh. Nên đây mình có test được chăm chỉ không anh? Qua cái cách nói chuyện là biết liền. Mấy người lười nói chuyện ít lắm. Ủa, tinh tế. Mấy người lười nói chuyện cái năng lượng yếu lắm. Có người mà chăm chỉ ta nói chuyện cái năng lượng người ta khẳng khái lắm, đúng không Gil? Dạ. Ok, cảm ơn em. Anh nói chính xác. Cảm ơn em, khẳng khái quá. Vâng, bây giờ xin được hỏi Tosa, em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa?